mình xin chào tất cả anh em đang xem kênh của mình nha. Thì cũng khá là lâu rồi anh em ơi, mình chưa có ra clip nữa. Thì do mình bận một số công việc đó anh em, nó hơi nhiều công việc xíu nên mình ít có ra clip nha anh em. Thì cũng đâu 9-10 ngày nay rồi anh em ơi. Đó thì hôm nay rảnh được buổi chiều nè, mình đi săn mình kiếm clip cho anh em xem. Mà hên xui nha anh em, không biết có gì không. Thì hôm nay đồng ở trong cái điểm bắn của mình nè, đó là đã cắt rồi hết trơn nha anh em. Có người ta thả vịt nữa nhưng mà không biết cò nó có đi chung với vịt không. Đó. Thì hôm nay mình đi săn bằng cái khẩu thun là Super Hunter nha anh em. Đó, cái khẩu này là 13, 19, 130, bắn bi 70mm nha anh em. Đó thì vẫn là da thương hiệu của mình luôn nha. Da đỏ đen nha. Thì cũng vẫn là ná F1 luôn nha anh em. Đó thì anh em có cần mua thun bi ná gì thì anh em cứ inbox qua Zalo hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại mình để bên góc bên trái màn hình nha anh em. Rồi thì bây giờ cũng 1 giờ anh em ơi. Thì mời anh em cùng theo dõi cái hành trình của mình nha. Rồi, let's go thôi anh em. Một con cò nha anh em, một con cò trắng nè. Mấy cái con ở dưới lúa khó bắn quá anh em ơi, nó lúa có thằng cổ lên không mà mình phải bắt buộc mình nhắm vô thằng cổ nó rồi, tại mình nhắm vô lúa, mình nhắm với cái mình á thì nó cản, bị lúa nó cản cái lực đạn lại. Một con cò, lúa này cao cao hết rồi. Đầu hên mà bắn được con cò này ở trên cái đường bờ nè, nó đứng nó đưa cái ngực quá quá đã luôn, bắn gãy cổ. Cò ở đậu dưới lúa khó bắn dữ dằn. Chạy giết để hỏi tỉnh nha nè. Cò này mình nghĩ chắc là bự quá. Cò mỏ vàng nha anh em. Đó, Super Hunter. Đường khám thử nè. Cũng được nha anh em. Cò này nói chung thì cũng đây, gãy cổ. Cũng cái tầm cũng khá là xa nha anh em. Cũng ba mấy mét á. Anh em thấy vậy chứ mình có cái máy đo, mình đo cái là nó cự ly nó xa lắm anh em. Tiếp tục nha anh em. Có con cò bợ nha anh em, nó đang thả trôi. Trời ơi, tại bay lông luôn tại. Nó thả trôi anh em, bắn bay mấy con lông luôn kìa. Mấy con lông cánh à. À bắn gì mà không rớt tờ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi.
thì ghê anh em. Trời ơi Tài, mong cứ bóp gì nữa bay cậy cậy Tài. Mạnh như quỷ. Giữa sông luôn. Cù ngói nha anh em. Dẫn xe vô anh em á. Cù ngói. Hên quá có chiếc xuồng. Cầu cứng không trời. Làm cái gầm một cái thì có cái dầm luôn. Vô mánh. Nè. Trời ơi cô nói tơ. Mọc lông mới vừa đều anh em. Rồi, tiếp tục nha anh em. Cù vằn nha anh em. Đi sớm giờ mà không thấy gì hết trơn anh em ơi. Thấy được mấy pha cù vằn đẹp đẹp bắn quay cho anh em xem. Xuống cái góc này rồi họ nghỉ lên luôn. Hàng khủng nha anh em. Đây hàng khủng. Đúng rồi anh em. Đúng rồi anh em. Ba lên trúng anh em ơi. Câu đó mình ăn hên nha. Kìa. Cò trắng. Tầm cỡ 30 mét nha anh em. Lâu lâu mà đi bắn lại hên dưới ta. Chắc mình hả luôn để nó chạy nghe nè. Trời ơi chạy đi. Hai viên. Rồi xuống sình luôn à. Để mình đuổi cho nó vô. Tài ơi. Cái đậu xanh á. Sao mà bị cái vụ này hoài ta. Trời cục đất cái ngay cái đậu hoành cái đi luôn rồi anh em ơi.
cũng đắt chà bá lửa chọi cái đi luôn kìa, nó mới xỉu à, khổ dữ vậy trời. Trời ơi con cò nó mập tài nè Nam, ăn hên bắn nó bay lên cái trúng nha Nam, viên đạn ăn xéo xéo bên trái rồi, chọi cục đất cái chọi cục đất vô cái đầu á Nam, vô cái đầu cái là quẹo na luôn, mình định dụ nó vô mình chọi cục đất sao mà chọi cái vô cái đầu luôn. À, ok để mình rửa giò cái anh em ơi. Chết mồ, nhớ điểm nè Nam, phải nhớ điểm mà được Nam ơi, lo nhịn trong lúa mà dưới giò mình bước mình không để ý luôn nè, tôi có chỗ bông rồi mất tiêu cái điểm luôn đây Nam ơi, sau 5 phút tìm kiếm nè Nam đó, nhờ thấy lông đó Nam, té xuống thấy lông ngọt luôn anh em ơi, xiên chấm ba luôn. Rồi. Đi gần mấy con vịt trời nha anh em. Mình thấy có một bầy vịt trời ngoài kia. Mình ra thử coi có ăn được nó không. Không biết gần hay xa nữa. Hồi nãy mình chạy ở trong cái đường đó đó. Mình nhìn ra mình thấy cũng đâu 5-6 con vịt trời vậy. Mình bỏ xe thằng kia, mình lội bộ ra đường đồng nè. Tại có cái khúc trống đằng đây nè, nó có cái hồ nước anh em. Rồi, anh em cùng theo dõi nha. Ở dưới đó đây nè. Mà không biết nó dạng hay là nhát. Nói chung là cự ly này cũng hơi là xa, cũng hơi xa nha anh em. Kìa nguyên bảy quá. Quá xa anh em à. Hồi nãy mình thấy ở giữa bụi đây nè, sao mà nó bơi ra ngoài đó. Đấy, mình nhìn rừng thấy. Có hai con nữa em ơi. Có hai con nó đang bơi vô nha anh em. Giờ mình sẽ ngậu ra mình gìn nha. Trời ơi chạy. Cái viên đầu tiên bắn trên đầu nó anh em ơi.
Cây vậy. Cây quá. Loại khá là xa nha anh em. Đi ra bắn viên đầu tiên, bắn trên đầu nó một miếng. Bắn ngay chẳng ba đó nhưng mà trên nó một miếng. Viên sau này bắn nó phất cái cỏ quá, mình cũng không để ý viên đạn nó bay ở đâu nữa. Rồi đi vô kiếm con khác anh em ơi. Trời trời trời. Ở đâu mà dữ vậy? 8-9 con. Phèm anh. Trời không làm kìa. Thôi bỏ đi. Bỏ đi phèm anh. Gặp nó cái túm giò ha anh em ơi. 8-9 con. Nó được cái thì ra lên khối. Đâu con bắn gì bay lông tài. Rồi ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì hiện tại bây giờ cũng 4:30 nha anh em, thì mình chắc cũng đi về luôn anh em ơi. Đó, tại bây giờ cũng xế chiều nha anh em, đi về đang mình tranh thủ mình mặn mấy con này ăn cơm nước gì nha. Đó thì hôm nay cái clip của mình đi chỉ được có 2 con cò trắng thôi anh em ơi. Với mi vài con vậy đó. Với một hai con cua ngó với hai chú cua mini thôi. Đó, nói chung là ngày nay mình đi cũng 1 giờ 1 giờ mấy anh em. Đi cũng 3 tiếng mấy. Nhưng mà thành quả hôm nay nói chung là cũng được thôi nha anh em. Đó, cũng được cái clip ngắn ngắn cho anh em xem giải trí. Anh em có cần mua thun bi đá gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là inbox qua Zalo giúp mình nha anh em. Rồi ok, thì mình cũng kết thúc video tại đây luôn anh em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Rồi.